Quả báo sát sinh. Người Phật tử tại gia phải giữ gìn năm giới. Trong đó giới đầu tiên là không sát sinh. Đức Phật đặt giới này trước bốn giới còn lại vì so với các tội khác, tội sát sinh là nặng nhất. Người nào phạm vào tội này sẽ bị quả báo vô cùng thê thảm, thậm chí phải đọa xuống địa ngục vô gián, chịu đau khổ cùng cực trong nhiều kiếp. Hôm nay, tôi sẽ kể một vài câu chuyện về quả báo sát sinh trong kinh điển nhà Phật, để quý vị Phật tử lấy đó làm bài học cho bản thân mình. Vì hiện đang là năm Ất Mùi 2015, tức năm con dê, cho nên đầu tiên tôi sẽ kể một câu chuyện liên quan đến con dê. Chuyện về con dê. Trong kinh Tiểu Bộ 4 chương 1, phẩm giới phần 18, chuyện đồ ăn cúng dường cho người chết, chép rằng một hôm các đệ tử đến bạch với Đức Phật. Bạch Đức Thế Tôn, chúng con thấy nhiều người giết hại sinh mạng của các loài hữu tình để cúng cho những vong linh, như vậy có được hạnh phúc hay lợi ích nào không? Đức Phật trả lời: không, sát sinh để cúng cho những người đã chết không được lợi ích gì cả. Tiếp đó, Đức Phật kể một câu chuyện tiền thân thời quá khứ. Có vị Bà La Môn nọ chuẩn bị giết một con dê để cúng cho người chết. Trước khi giết, ông sai các đệ tử đem con dê ra bờ sông, tắm rửa sạch sẽ, cho ăn uống đầy đủ và đeo vòng hoa lên cổ của nó. Các đệ tử làm y như lời thầy dạy. Khi họ vừa đeo vòng hoa xong và chuẩn bị dắt con dê trở về nhà làm thịt, tự nhiên nó cười rất lớn. Sau khi cười một lát, nó lại khóc rất to. Họ hết sức ngạc nhiên hỏi nó: tại sao mày cười rồi lại khóc? Con dê trả lời: tôi sẽ trả lời câu hỏi này trước mặt thầy của các ông. Họ dắt con dê về và trình bày lại tất cả sự việc cho thầy của họ nghe. Sau khi nghe xong, vị Bà La Môn hỏi con dê: tại sao mày lại cười? Con dê trả lời: trong tiền kiếp, tôi cũng là một vị Bà La Môn thông thuộc kinh Vệ Đà giống như ông. Tôi đã giết một con dê để cúng cho người chết. Sau đó, tôi bị đọa làm dê 500 kiếp, và kiếp này là kiếp cuối cùng. Khi biết hôm nay mình được thoát khỏi quả báo làm dê, tôi cười vì quá vui mừng. Vị Bà La Môn hỏi tiếp: vậy tại sao mày lại khóc? Con dê trả lời: bản thân tôi trong quá khứ chỉ chặt đầu một con dê để cúng tế mà phải chịu 500 kiếp làm dê, và kiếp nào cũng chết vì bị chặt đầu. Nay ông giết tôi, trong tương lai ông cũng sẽ làm dê và bị chặt đầu chết trong 500 kiếp. Vì thương xót ông sẽ bị quả báo đó, cho nên tôi khóc. Nghe như vậy, vị Bà La Môn rất sợ hãi, rợn cả tóc gáy. Ông nói: thôi, tao tha cho mày, không giết mày nữa. Con dê nói: xin cảm ơn ông, nhân nghiệp của tôi đã đến lúc phải trả. Dầu cho ông có giết tôi hay không, hôm nay tôi cũng phải chết. Vị Bà La Môn bảo: không sao đâu, tao bảo đảm cho mày, tao sẽ đi theo bảo vệ mày. Sau đó, vị Bà La Môn thả con dê ra và cùng với các đệ tử đi theo bảo vệ nó, không để ai bắt giết chặt đầu nó. Khi vào rừng, con dê đi đến bụi cỏ mọc sau lưng một tảng đá. Khi nó đang vươn cổ ra ăn cỏ, chợt sét nổi lên đánh trúng vào lưng tảng đá. Một mảng đá bị đánh vỡ rơi ngay trên cổ con dê, chặt đứt đầu khiến nó chết ngay tại chỗ. Ông thầy Bà La Môn báo tin cho tất cả hàng xóm và những người ở gần đó biết. Họ kéo đến để xem tận mắt chứng kiến một sự thật vô cùng đáng sợ. Từ đó trở đi, nhiều người không dám giết hại sinh vật để cúng tế nữa. Đó là câu chuyện thứ nhất về quả báo của việc sát sinh. Chuyện người giết heo. Tiếp theo, tôi sẽ kể một câu chuyện trong tích truyện Pháp Cú tập 1 phẩm 1 song yếu phần 10 Cung Gia đồ tể mổ heo. Có một ông tên là Cung Gia làm nghề giết heo hơn 50 năm.
Mỗi lần giết heo, ông lấy cái chài đập lên mình con heo, cho thịt nó sưng lên và mềm đi. Xong ông banh hàm con heo ra, đặt vào miệng nó một cái nêm nhỏ, rồi rót nước sôi vào bụng nó để súc ruột. Bao nhiêu phân dơ được tống ra ngoài hết. Tiếp tục, ông đổ nước sôi lên mình con heo, cho lột da, rồi thui lớp lông cứng bằng một cây đuốc. Sau đó, ông chặt đứt đầu con heo bằng một thanh kiếm, hứng máu phun ra vào đĩa, bôi máu hứng được lên mình heo, rồi quay chín nó. Cuối cùng, ông cùng vợ ngồi ăn thịt heo quay, phần thịt còn lại mang đi bán. Trong hơn 50 năm, ông đều giết heo như thế. Quả báo là lúc sắp chết, ông rống lên en ét và bò quanh nhà giống như con heo trong vòng 7 ngày. Thân quyến của ông vô cùng kinh hãi, họ chặn hết các cửa, nhốt ông ở trong nhà, không để ông bò ra bên ngoài. Vài vị tỳ kheo đi ngang qua cửa nhà Côn Gia, nghe tiếng en ét ồn ào, chỉ nghĩ là tiếng của những con heo. Họ đi về tinh xá, ngồi một bên Đức Phật và bạch rằng: Bạch Thế Tôn, trong 7 ngày qua, cửa nhà đồ tể cung gia đóng kín và ngày nào cũng giết heo, chắc chắn ông ta định làm tiệc chiêu đãi. Thế Tôn nghĩ xem, bao nhiêu là heo bị giết, hiển nhiên ông ta không có một chút từ bi và hoàn toàn thiếu lòng trắc ẩn. Từ trước tới giờ, chúng con chưa thấy ai độc ác như thế. Đức Phật nói: Này các tỳ kheo, ông ta không giết heo trong 7 ngày qua, sự trừng phạt phù hợp với nghề đồ tể giết heo đã xảy đến bất ngờ đối với ông ta. Ngay khi ông ta còn sống, cực hình của địa ngục vô gián đã hiển hiện. Vì cực hình này, ông ta bò tới lui trong nhà suốt 7 ngày, kêu la en ét như một con heo. Hôm nay, ông ta sẽ chết và bị đọa vào địa ngục vô gián. Đó là câu chuyện thứ hai về quả báo của việc sát sinh. Chuyện người giết bò. Câu chuyện thứ ba chép trong tích truyện Pháp Cú tập 3, phẩm 18, Cấu Uế phần 1, người đồ tể và đứa con trai. Nói về một người đồ tể giết bò, ông này làm nghề đồ tể cũng đã hơn 50 năm. Mỗi lần giết bò đem bán như thế, ông đều để lại phần thịt ngon nhất cho mình và gia đình ăn. Một hôm, sau khi bán hết thịt, chỉ còn chừa lại một miếng ngon nhất, ông đưa cho vợ để nấu bữa cơm chiều, rồi đi ra ao tắm. Lúc ông đi tắm, một người bạn của ông vì nhà có khách nên chạy qua nhà ông mua thịt về làm thức ăn đãi khách. Bà vợ ông nói rằng: Bây giờ thịt đã bán hết rồi, chỉ còn lại một miếng chồng tôi để lại ăn buổi chiều nay thôi, cho nên không thể nào bán cho anh được. Khi nghe thế, người bạn nghĩ: Nếu như đã hết thịt bán, chỉ còn lại thịt dành riêng cho buổi chiều, và ông ấy sẽ không ăn nếu như không có thịt, chắc gì ông ấy chịu bán miếng thịt đó cho mình. Và người này để tiền lại rồi tự động lấy miếng thịt đi. Bà vợ thấy vậy cũng không biết làm sao ngăn cản được. Ông chồng tắm xong lên, bà vợ sắp cơm cho ăn. Nhìn mâm cơm chỉ có rau cải, không có thịt bò. Ông hỏi: Tôi đưa cho bà miếng thịt để làm cơm chiều, vậy miếng thịt đâu rồi? Bà vợ kể đầu đuôi câu chuyện cho ông chồng nghe. Sau khi nghe xong, ông nói: Không có thịt thì dứt khoát tôi không ăn. Dù cho bà vợ năn nỉ thế nào, ông cũng kiên quyết bắt bà dẹp mâm cơm đi, vì phải có thịt ông mới ăn được. Ông cầm con dao đi ra ngoài, tới chỗ một con bò đang bị cột gần nhà, thò tay vào miệng lôi lưỡi của nó ra, dùng dao cắt đứt cái lưỡi, rồi xách trở vô nhà, bỏ mặc con bò rống lên trong đau đớn. Vào nhà, ông nướng cái lưỡi bò trên lò than, xong ăn nó với cơm. Khi vừa cắn một miếng lưỡi bò để ăn, không hiểu vì sao lưỡi của ông đứt làm đôi và rớt xuống đĩa cơm. Đúng lúc đó, ông nhận hình phạt cho nghiệp ác mà ông đã gây ra. Máu tuôn thành dòng từ miệng, ông bò quanh sân nhà, đau đớn rống lên, y như con bò bị cắt lưỡi. Một lát sau, ông chết và bị đọa xuống địa ngục vô gián. Đó là câu chuyện thứ ba về quả báo của việc sát sinh. Chuyện người thợ săn. Câu chuyện thứ tư nằm trong kinh Tiểu Bộ 5, chương 2, phẩm Cà Sà Va, phần 222. Chuyện con khỉ của Lanna Di Gia.
kể về một thanh niên chuyên làm nghề săn bắn. Một hôm, anh vào rừng đi săn, nhưng không được một con thú nào. Trên đường trở về nhà, tìm thấy một cây bàng rất to gần cuối cánh rừng. Anh đi đến chỗ cây bàng đó với hy vọng tìm được một con vật gì ở đấy. Trên cây bàng lúc đó có hai anh em nhà khỉ đang sống cùng một con khỉ mẹ bị mù. Hai con khỉ con này rất thương mẹ. Hàng ngày chúng đi tìm trái cây về đút cho mẹ ăn. Khi người thợ săn đi đến thì hai con khỉ con đang đút thức ăn cho khỉ mẹ. Thấy người thợ săn lại gần, không kịp đưa mẹ mình đi, nên hai khỉ con đành để mẹ ngồi đó rồi núp giữa các cành cây. Người thợ săn đến dưới gốc cây, nhìn lên và phát hiện ra khỉ mẹ, liền giương cung lên định bắn. Con khỉ anh vì thương mẹ nên đi ra van xin người thợ săn đừng giết mẹ của nó, mà hãy giết nó để thay thế. Người thợ săn liền dùng tên bắn con khỉ anh rớt xuống. Sau đó anh giương cung định bắn tiếp khỉ mẹ. Con khỉ em thấy vậy vì thương mẹ cũng đi ra van xin anh đừng giết khỉ mẹ và chịu chết thay cho mẹ mình. Người thợ săn độc ác giương cung bắn con khỉ em rớt xuống, rồi tiếp tục bắn chết luôn con khỉ mẹ. Anh gom ba xác khỉ lại, bỏ chúng vào một cái giỏ rồi gánh về. Trong lúc ấy, sấm sét nổi lên đánh xuống nhà người thợ săn độc ác, thiêu cháy vợ, con và cả căn nhà của anh. Khi anh về đến cổng làng, một người chạy đến báo tin ấy cho anh biết. Quá sầu khổ vì mất vợ, mất con, anh quăng đòn gánh, thịt, cây cung, bỏ cả quần áo, trần truồng, khuơ tay, khóc than đi vào nhà. Khi ấy, một cây cột nhà bị gãy, rơi xuống và đánh vỡ đầu anh ta. Anh ta chết ngay tại chỗ và bị đọa vào địa ngục vô gián. Đó là câu chuyện thứ tư về quả báo của việc sát sinh. Chuyện người bẫy chim. Cuối cùng là câu chuyện thứ năm, được chép trong tích truyện Pháp Cú tập 1 phẩm 2, tâm phần 7, vì bạo ác nổi mụn nhọt. Một vị tỳ kheo tên là Tissa bị mụn nhọt nổi lên khắp người. Lúc đầu chúng chỉ bằng hạt cải, sau to dần lên thành hạt đậu tây, đậu Hà Lan rồi hạt táo. Cuối cùng chúng vỡ ra khiến toàn thân thầy bị lở loét, vết lở ăn vào tới xương, mùi hôi tanh bốc lên nồng nặc. Các thầy tỳ kheo ở trong tinh xá lúc đầu cũng thương và chăm sóc cho thầy rất cẩn thận. Nhưng sau do hôi thối quá không ai chịu nổi nên đành bỏ mặc. Biết được chuyện này, Đức Phật đến an ủi thầy Tissa và chính tay ngài lấy nước ấm tắm rửa cho thầy rất sạch sẽ. Làm xong, ngài đọc cho thầy nghe một bài kệ. Cuối bài kệ, thầy chứng quả A-la-hán và nhập Niết Bàn. Như vậy, tuy bị bệnh tật dày vò đau đớn, nhưng lúc nào thầy Tissa cũng chánh niệm tỉnh giác, tinh tấn tu tập và đến khi gần qua đời thì được chứng quả A-la-hán. Sau khi thầy nhập Niết Bàn, các thầy tỳ kheo thắc mắc hỏi Đức Phật. Bạch Đức Thế Tôn, tại sao thầy Tissa lại bị căn bệnh hiểm nghèo như thế? Và nguyên nhân nào mà thầy ấy trước khi chết lại chứng được quả A-la-hán? Đức Phật liền kể chuyện tiền kiếp của thầy Tissa cho đại chúng nghe. Đời quá khứ, thầy Tissa là người bẫy chim. Mỗi lần đi bẫy, ông bắt được rất nhiều chim, đa số mang bán hoặc mang vào hoàng cung. Nếu giết chim và cất giữ quá lâu không đem bán, thì thịt chim sẽ hư thối, và để giữ chim khỏi bay mất, ông thường bẻ xương chân và xương cánh của chúng, dồn đóng lại một chỗ, để ngày hôm sau giết rồi đem đi bán. Một hôm, có vị A-la-hán dừng chân trước cửa nhà ông khất thực. Ông bỗng thấy lòng thanh thản và phát tâm dâng cúng thức ăn lên cho vị A-la-hán đó. Ông đỡ bình bát, bỏ đầy những món ăn thơm ngon, nằm vóc gieo xuống đất, đảnh lễ và thưa: Tôn giả, xin cho con được vào quả vị cao nhất mà ngài đã chứng. Vị A-la-hán hồi hướng công đức cho ông sẽ được như vậy. Nhờ công đức cúng dường đó, cho nên kiếp này ông được xuất gia và chứng quả A-la-hán. Nhưng vì tạo nghiệp sát sinh, nhất là bẻ cánh và chân chim, cho nên kiếp này ông bị quả báo lở loét khắp người,
đau đớn đến tận xương tủy. Phân loại quả báo. Bây giờ qua năm câu chuyện này, chúng ta hãy thử phân loại các quả báo về sát sinh. Thứ nhất là quả báo hiện đời, nghĩa là chúng ta làm một việc gì thì quả báo sẽ diễn ra ngay sau đó, hoặc ngay trong đời này. Giống như chúng ta ném một quả banh vào tường, mình ném càng mạnh thì nó dội lại mình càng đau. Trong năm câu chuyện trên, chuyện nào là quả báo hiện đời? Một là chuyện người đồ tể giết heo. Chúng ta thấy rõ quả báo của ông ta là bị chết một cách đau đớn, la hét bò lê bốn chân giống như con heo ngay trong đời này. Hai là chuyện người cắt lưỡi bò. Sau hành động độc ác đó không lâu, lưỡi của ông ta cũng bị đứt làm đôi. Ba là chuyện người thợ săn giết hại cả gia đình khỉ. Lúc trở về nhà, anh bị cây cột nhà rơi vào đầu mà chết. Sau khi chết, đọa thẳng xuống địa ngục vô gián. Đó là quả báo hiện đời, quả báo trước mắt. Thứ hai là quả báo đời sau, nghĩa là chúng ta làm việc gì trong đời này, phải đến đời sau, quả báo mới xuất hiện. Câu chuyện vị tỳ kheo đời trước giết chim, bẻ cánh và chân chim, đời nay bị quả báo ung nhọt đầy mình, lở loét tới tận xương tủy, chịu bao đau đớn, thuộc về loại quả báo đời sau. Thứ ba là quả báo không những đời sau mà nhiều đời sau nữa. Câu chuyện ông Bà La Môn giết dê để cúng tế, sau đó bị đọa làm dê tới 500 kiếp là một ví dụ sinh động cho loại quả báo này. Trong năm câu chuyện về quả báo sát sinh vừa nghe, chúng ta thấy có khi nhân quả giống nhau, cũng có khi nhân quả khác nhau. Nhân nào quả nấy, đó là nhân quả giống nhau. Ví dụ như, chúng ta trồng dưa thì ra dưa, chứ không thể trồng dưa mà ra cà. Hay chúng ta trồng ớt ra ớt, chứ không thể trồng ớt mà ra dưa leo. Câu chuyện về con dê kể trên thuộc loại nhân quả giống nhau. Kiếp trước ông Bà La Môn chặt đầu dê, 500 kiếp sau ông phải làm dê và kiếp nào cũng chết vì bị chặt đầu. Còn nhân quả khác nhau, nghĩa là quả báo không hoàn toàn giống với nghiệp nhân đã gây ra. Ví dụ như, kiếp này mình đập đầu bò, nhưng khi chết mình không làm bò mà được trở lại làm người. Tuy nhiên, mình bị đau đầu hoặc ung thư não, cả đời mình sống trong đau đớn, giống như nỗi đau mà con bò bị đập đầu phải chịu. Hoặc như, khi vay người ta một giả lúa hay một lượng vàng, nếu như không có lúa có vàng để trả, thì mình trả bằng tiền, bằng đô la. Hoặc như mình mượn người ta chiếc xe cướp hay xe quay rồi chẳng may làm mất, nếu như không có xe thì mình đền bằng tiền với giá trị tương đương. Cho nên không nhất thiết là nhân và quả phải giống nhau. Có những trường hợp nhân và quả khác nhau, song giá trị vay trả là tương đương như nhau. Câu chuyện vị thầy tỳ kheo giết chim, bẻ cánh và chân chim kể trên thuộc loại nhân quả khác nhau. Ông không bị đọa làm chim mà sinh lại làm người. Tuy nhiên khi làm người, ông bị quả báo ung nhọt khắp thân, lở loét hôi thối, đau đớn vô cùng. Nguyên nhân sát sinh. Cũng qua năm câu chuyện về quả báo sát sinh mà tôi đã kể, chúng ta hãy cùng tìm hiểu những lý do vì sao người ta lại giết hại động vật. Thứ nhất là giết để cúng người chết. Xin hỏi quý vị, người đã chết rồi, chúng ta cúng, họ có ăn được không? Chắc chắn là không. Không tin, quý vị cứ về để mâm cơm lên cúng người chết xem là còn hay hết. Nếu như cúng mâm cơm, lát sau còn một nửa, thì đúng là người chết ăn được. Nhưng trên thực tế, mâm cơm chúng ta cúng vẫn còn nguyên, và sau đó chính chúng ta ăn, chứ người chết đâu có ăn. Mang tiếng cúng cho người chết, nhưng thực chất toàn là người sống ăn. Còn ai muốn cúng cho người chết thì tôi đề nghị là đốt hết thức ăn thành tro. Quý vị có dám đốt không? Chắc là không, vì đốt rồi không ăn được nữa. Có một câu chuyện trong Kinh Tiểu Bộ 6, chương 5, phẩm 5 bài kệ, phần 352, chuyện chàng Su Chà Ta như sau. Một người con thấy cha khóc cúng cho ông nội đã chết của anh. Vì hiểu Phật Pháp nên anh muốn can ngăn cha, nhưng nói thế nào cha cũng không nghe. Tối ngày người cha khóc thương
rồi nấu thức ăn dâng lên cho ông nội. Người con tìm đủ mọi cách để chuyển hóa cha mình bớt nhớ bớt thương và không cúng bái như thế nữa. Một hôm, người con đi ngoài đường thấy có một con bò chết. Anh suy nghĩ đây có thể là cơ hội để thức tỉnh cha mình. Thế là anh mang cỏ đến chỗ con bò đang nằm và gọi liên hồi. Bò ơi, dậy ăn cỏ đi. Bò ơi, dậy ăn cỏ mau đi. Khi đó, những người hàng xóm thấy vậy chạy về báo cho cha của anh biết. Họ nói rằng, ông ơi, con của ông bị thần kinh rồi kìa. Người cha nói, con tôi khỏe mạnh lắm mà, có bị thần kinh gì đâu. Nó bị thần kinh rồi, thấy nó cứ cầm cỏ gọi con bò dậy ăn, trong khi con bò đã chết rồi. Nghe xong, người cha rất giận, ông nghĩ, sao cái thằng này khùng như vậy, con bò chết rồi mà còn mang cỏ cho nó ăn. Thế là người cha đi ra chỗ đứa con, ông nói, con làm gì lạ vậy? Con bò nằm chết như vậy rồi, mà đưa cỏ cho nó ăn thì làm sao nó ăn được? Lúc đó, người con mừng thầm, anh nói, thưa cha, con bò chết, xác nó còn đây mà con cho cỏ nó không ăn được. Vậy người chết đã đem chôn rồi mà còn khóc, còn cúng cho họ thì làm sao họ ăn được? Người cha tỉnh ngộ, từ đó ông không khóc cúng ông nội nữa. Cổ nhân có câu nói rất hay, sống không cho ăn, chết làm văn cúng ruồi. Đôi khi vì lòng thương hoặc vì tưởng nhớ đến người đã mất nên chúng ta cúng, đó là tấm lòng. Nhưng nếu là người học Phật, chúng ta không nên giết con này con kia để cúng cho người chết. Đức Phật dạy rằng, sau khi chết, người ta đi luân hồi trong 6 cảnh giới: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula, người và trời. Nếu người chết đã tái sinh làm người, làm thú, đọa địa ngục hay lên cõi trời, thân nhân có cúng thì họ cũng không ăn được. Như vậy, chúng ta phải hiểu cho đúng, cúng để tưởng nhớ đến người chết, không phải cúng để người chết ăn. Là người học Phật, nếu cúng cho ông bà, cha mẹ, chúng ta làm mâm cơm chay là được rồi, không nhất thiết phải sát sinh hại vật để cúng. Nếu như cúng mặn, bản thân chúng ta mang tội sát sinh mà ông bà cha mẹ đã quá vãng cũng không ăn, không hưởng được gì. Thứ hai là giết để bán. Có những người mưu sinh bằng cách giết heo, bò, gà, vịt, đem bán lấy tiền. Đây được gọi là nghề sát sinh hay nghề đồ tể. Quả báo sát sinh rất nặng, những người làm nghề đồ tể sớm muộn gì cũng phải gánh chịu khổ đau cùng cực. Trên cuộc đời này có rất nhiều nghề, người Phật tử nên chọn cho mình một nghề nào đó không phải sát sinh. Mạng sống là quý, cắt đứt mạng sống là tội ác. Nếu chúng ta không giết hại mà còn phóng sinh thì sẽ có công đức rất lớn. Ngược lại, nếu như sát sinh, chúng ta sẽ bị quả báo vô cùng khủng khiếp về sau. Như ông thầy Bà La Môn trong câu chuyện thứ nhất, chỉ chặt đầu một con dê để cúng tế mà phải làm dê tận 500 kiếp. Đức Phật dạy rằng, khi chúng ta sát sinh thì quả báo của mình trước nhất là địa ngục, sau đó là ngạ quỷ, tiếp đến là súc sinh. Quý vị thử nghĩ xem, nếu một đời làm nghề sát sinh thì mình sẽ bị đọa vào 3 đường ác như thế trong bao nhiêu kiếp. Lợi thì ít mà hại thì nhiều. Làm nghề sát sinh giàu lắm, lợi lắm, được no bụng đấy, được sung sướng đấy. Nhưng sau khi từ giã cõi đời, quý vị sẽ phải chịu đau khổ trong nhiều kiếp. Như vậy, chúng ta phải cân nhắc nghề nghiệp nuôi sống bản thân mình, không vì lợi ích nhỏ bé trước mắt mà gây tai hại to lớn về sau. Đức Phật đã dạy chúng ta phải chánh mạng, tức là nuôi mạng chân chánh, tránh làm nghề sát sinh. Người đời không hiểu, người ta làm, còn chúng ta là con Phật thì phải tìm nghề nào lương thiện, tốt đẹp, không hại mình hại người. Nói cách khác, nếu chúng ta là người có trí tuệ và lòng từ bi thì không thể làm nghề sát sinh. Đó là chưa kể những người làm nghề này cũng chỉ được đời cha, đến đời con, đời cháu sẽ tàn lụi, không phát lên nổi. Người xưa có những câu nói rất hay. Ông cha kiếp trước khéo tu, bây giờ con cháu võng dù nghênh ngang. Và ngược lại là đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Theo nghĩa câu nói thứ hai,
nếu người cha làm nghề sát sinh thì người con sẽ chịu quả báo. Như vậy là không phù hợp với nhân quả. Vì giáo lý nhân quả dạy rằng ai ăn nấy no, ai làm nấy chịu. Sao ở đây người cha làm mà người con lại chịu? Thật ra điều này cũng là nhân quả. Bởi vì người cha làm ác, chuyên sát sinh hại vật, nên con của ông ta cũng là người ác đầu thai. Cùng là người ác nên nó bị chung quả báo với cha mình, chứ không phải cha làm mà con chịu. Có chăng cũng chỉ bị ảnh hưởng phần nào thôi. Ví dụ như người cha đi ăn cướp, ăn trộm, lừa đảo, làm nghề bất chính, bị người đời khinh chê, bị bắt giam, xử phạt, thì vợ con ở nhà tuy không chịu quả báo như vậy, nhưng sẽ cảm thấy rất tủi nhục. Ngoài ra, khi chúng ta làm nghề sát sinh, chính hành động giết hại hàng ngày đó huân tập vào trong tàng thức của mình và biến mình thành người ác, người hung dữ, người dã man, không những đời này mà cả đời sau. Tục ngữ có câu, ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt. Chúng ta làm cái gì rồi cũng thành quen. Cho nên, chúng ta đừng huân tập hạt giống sát sinh, bởi vì những hành động giết hại đó sẽ trở thành thói quen và rất khó để sửa đổi. Cũng chính những thói quen này tạo thành nghiệp trong tương lai, dẫn dắt chúng ta trở thành người hung ác, có thể giết người không gớm tay. Do vậy, khi làm một nghề gì để sinh sống, chúng ta hãy suy nghĩ cho thật kỹ, đừng chỉ vì cái lợi trước mắt, đặc biệt là nghề sát sinh. Cho dù nghề này lời nhiều, một ngày có thể lời tới 5 triệu, 10 triệu hay 20 triệu, chúng ta cũng không nên tham lam, vì nếu làm nghề này thì kiếp sau chúng ta sẽ bị đọa vào những cảnh giới đau khổ gấp trăm gấp ngàn lần hiện tại. Thứ ba là giết để ăn. Con người chúng ta ăn để sống, không phải sống để ăn. Con người có đường ruột dài giống các loài ăn thực vật như khỉ, bò, trâu, dê, cừu. Cho nên, thức ăn phù hợp với cấu tạo cơ thể con người không phải là thịt động vật mà là rau, củ, quả. Chỉ vì từ nhỏ, cha mẹ cho ăn thịt cá quen rồi, bây giờ không có những thứ đó, chúng ta ăn cơm không được. Còn nếu như ăn chay từ nhỏ, thì lớn lên chúng ta vẫn ăn chay bình thường, không có gì trở ngại cả. Chúng ta ăn chay quen rồi, thì khi ngửi mùi thịt cá sẽ thấy không thể nào chịu nổi, chẳng qua cũng chỉ là do thói quen. Những người xuất gia, chẳng hạn như tôi, hơn 40 năm ăn chay, vẫn thấy khỏe mạnh bình thường. Trong rau củ quả đều đã có đầy đủ chất bổ dưỡng. Đôi khi ngồi suy nghĩ cũng thấy lạ. Con bò, con trâu, con ngựa, con voi chỉ ăn cỏ thôi, thế mà chúng rất khỏe mạnh. Còn con người chúng ta ăn đủ thứ mà hết bệnh này đến bệnh kia. Có nhiều người nói ăn chay bị mất máu hay đau ốm, da xanh xao. Tôi hỏi lại quý vị, ăn mặn có bị bệnh không? Quý vị thử vào bệnh viện xem, những người bệnh ở đó ăn chay hay ăn mặn? Quý vị cứ bảo ăn chay bị bệnh, mà sao ở bệnh viện lại toàn là người ăn mặn không thôi? Bệnh tật là do nghiệp của mình. Chúng ta không nên nói ăn chay bị bệnh, còn ăn mặn thì không. Chính ăn mặn mới là nguyên nhân gây ra rất nhiều bệnh tật. Bây giờ, khi ăn thịt, quý vị phải nghĩ như thế này. Mình muốn sống, mà lại lấy mạng sống của chúng sinh khác nuôi mạng sống của mình. Như vậy có từ bi, công bằng và hợp lý không? Quý vị thử tưởng tượng xem, lúc ăn một miếng thịt vào miệng, mình cảm thấy ngon. Nhưng sau khi nuốt vào bụng rồi, lỡ như có vấn đề gì đó bị ói ra, thì quý vị có dám ăn lại miếng thịt đó nữa không? Chắc chắn là không. Nhìn đã thấy sợ rồi, làm sao dám ăn lại? Nếu như nó tiêu hóa thành phân, thì ngửi còn không dám, nói chi đến nhìn. Quý vị vẫn ăn thịt là vì không thấy được sự đau đớn của chúng sinh khi bị thọc huyết, đập đầu, mổ bụng, nấu luộc, chiên xào. Quý vị hãy xem lại việc ăn của mình. Chỉ ngon miệng mình một tí mà biết bao chúng sinh bị giết hại một cách đau đớn, dã man. Nỡ lòng nào quý vị ăn nuốt những miếng thịt như vậy? Quý vị phải có lòng từ, phải quán xét nhân quả, không nên ăn thịt chúng sinh nữa. Thứ tư là giết để mua vui. Tuy năm câu chuyện đã kể lúc đầu không nhắc đến nguyên nhân sát sinh này, nhưng ở đây tôi sẽ nói thêm cho đầy đủ. Vừa rồi
có một lễ hội mới được phục dựng lại tại Phú Thọ. Đó là lễ hội cầu trâu. Cầu trâu có nghĩa là đập đầu trâu. Họ chọn một con trâu khỏe mạnh, đưa nó đi tắm ở sông Hồng, sau đó dắt về đình làng làm lễ, rồi cột vào một cây cọc chôn sẵn giữa sân đình. Khi lễ hội bắt đầu, 12 thanh niên thay phiên nhau cầm cái vồ đập lên đầu con trâu cho đến khi nó chết thì thôi. Một hành động quá sức dã man, thế mà nó lại được tổ chức thành lễ hội để cho biết bao nhiêu người đến xem. Hằng ngày, trâu chỉ bị giết ở các lò mổ, không có người ngoài nhìn thấy. Còn ở đây, trâu bị đem ra giết ở giữa đình mà lại giết một cách vô nhân tính. Thay vì giết con trâu chết thật nhanh, rồi sau đó mổ bụng, banh thấy nó ra cũng được. Đằng này con trâu đang còn sống mà mình lấy vồ đập vào đầu cho nó chết từ từ trong đau đớn. Đây là những lễ hội của thời cổ xưa. Thời đó, dân trí còn thấp kém, lạc hậu, cho nên người ta mới làm như vậy. Bây giờ, người ta là người văn minh, có hiểu biết, có trí tuệ, sao lại còn hành động giống như những con người cách đây cả vài ngàn năm? Chúng ta hãy đặt mình vào vị trí con trâu xem như thế nào. Mình bị người ta cột vào cọc, rồi lấy vồ đập liên tục vào đầu thì có chịu nổi không? Mình có đau không? Mình có sợ không? Mình có oán thù những người đó không? Trâu là con vật rất hiền lành. Nó giúp nông dân kéo cày, kéo xe. Nó là một trong những người bạn thân thiết nhất của con người. Vậy mà chúng ta lại đối xử với nó một cách dã man như thế. Chúng ta còn nói lễ hội cầu trâu là lễ hội văn hóa. Không biết văn hóa ở đâu. Lễ hội dã man thì đúng hơn. Điều đáng buồn là ở Việt Nam chúng ta, nơi này nơi kia vẫn đang có những lễ hội như vậy. Trên Tây Nguyên thì có lễ hội đâm trâu. Người ta cột con trâu lại rồi cúng tế, nhảy múa xung quanh, sau đó lấy hàng chục cây lao phóng vào mình trâu cho đến khi nó chết. Có nơi còn dã man hơn nữa. Con trâu đang đứng, người ta lùa chạy rồi lấy dao chặt chân cho nó quỵ xuống, sau đó lấy giáo đâm nó đến chết. Tại Nipa vừa rồi cũng có lễ hội chặt đầu trâu. Họ gom lại một lúc hơn 6.000 con trâu và lấy dao chặt đầu của chúng. Nhìn mấy ngàn con trâu bị đứt đầu, nằm đầy một bãi đất còn rộng hơn cả chùa Hưng Pháp này nữa. Tôi thấy đó là một lễ hội hết sức dã man. Nhưng suy nghĩ lại, lễ hội cầu trâu hay đâm trâu ở Việt Nam chúng ta còn dã man hơn. Chặt đầu thì con trâu chết ngay lập tức, còn đập lên đầu trâu bằng vồ hay đâm vào mình trâu bằng giáo thì nó chết từ từ trong đau đớn, kêu la và oán hận. Thật quá tội nghiệp. Ngoài ra, ở Bắc Ninh hiện nay còn có lễ hội chém lợn. Vào ngày tổ chức lễ hội, người ta rước con lợn đi vòng quanh thôn, sau đó đưa về sân đình, đặt nó nằm ngửa, kéo căng bốn chân về bốn hướng, rồi một thanh niên cầm dao chặt nó đứt làm đôi, khiến máu túa ra lênh láng. Người dự lễ lấy tiền bôi máu lợn lên đó rồi đem về để được may mắn. Rõ ràng, những lễ hội kể trên quá dã man, tàn nhẫn và phi nhân tính. Chỉ những người không có lương tri mới thích tham dự những lễ hội như vậy. Lễ hội cầu trâu, đâm trâu hay chém lợn nhằm giáo dục con người cái gì? Giáo dục con người hành hạ và giết hại chúng sinh chăng? Người có trí tuệ bản thân không tham gia và cũng không cho con cháu mình tham gia những lễ hội như vậy. Bởi vì đến xem những cảnh giết chóc man rợ như thế rất nguy hiểm. Chúng chỉ kích thích thêm các điều ác ở trong mình, chứ không mang lại điều gì tốt đẹp cả. Chúng ta cần phải lên án những lễ hội như thế này, vì chúng không có tính giáo dục hướng thiện và hướng thượng. Chúng ta là người học Phật. Khi làm một việc gì, cần phải suy nghĩ xem hậu quả của nó như thế nào. Chư Tổ thường nói một câu rất hay: Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Bồ Tát sợ nhân nghĩa là Bồ Tát khi làm bất cứ việc gì đều cân nhắc kỹ lưỡng, vì các ngài biết nếu đã gieo nhân thì phải gặt quả. Chúng sinh sợ quả nghĩa là chúng sinh không màng nhân quả, cứ cắm đầu làm, tới chừng bị tù, bị tử hình, bị đọa địa ngục mới than trời trách đất. Chúng ta không nên làm những chúng sinh như vậy, mà phải làm Bồ Tát, phải biết sợ mình sẽ gieo nhân xấu.
Khi nói hay làm một điều gì, chúng ta phải dè chừng hậu quả của nó, để mình không rơi vào tội lỗi, sa đọa và khổ đau. Nhất là phải suy nghĩ thật kỹ trước khi mình định ra tay sát sinh vì bất cứ lý do nào trong bốn lý do đã trình bày ở trên. Giữ gìn được giới không sát sinh thì hiện đời và đời sau chúng ta sẽ có an lạc và hạnh phúc. Nếu như chúng ta sống chánh mạng, không làm những việc sát sinh hại vật thì chắc chắn sẽ không bị quả báo đau khổ trong tương lai. Tóm lại, hôm nay tôi đã kể cho quý vị nghe một vài câu chuyện về quả báo sát sinh trong Kinh Tiểu Bộ và Tích Truyện Pháp Cú. Quý vị hãy ghi nhớ những câu chuyện đó. Quả báo sát sinh rất nặng nề, rất đau khổ, không những kiếp này mà nhiều kiếp về sau. Do vậy, người Phật tử phải phát khởi lòng từ, phải thấy tất cả chúng sinh đều tham sống sợ chết và đều có Phật tánh giống như mình. Chúng ta hãy tôn trọng tánh linh của con vật. Thực ra, trước đây nó cũng là con người như chúng ta. Nếu như chúng ta không biết tu, thì kiếp sau sẽ bị đọa làm súc sinh cũng giống như nó. Không phải con người mãi mãi là con người, còn súc sinh mãi mãi là súc sinh. Con người có tội thì bị đọa xuống làm súc sinh. Súc sinh hết nghiệp thì được thăng lên lại làm người. Như vậy, con người và con vật bình đẳng với nhau về nhân quả. Rất mong quý vị Phật tử thấu hiểu điều này và sẽ không bao giờ sát sinh hại vật nữa. Để kết thúc bài giảng hôm nay, tôi xin tặng quý vị bài thơ Xin đừng sát sinh. Đau lắm người ơi, xin đừng giết tôi. Đau lắm người ơi, xin tha mạng tôi. Ôi, tiếng kêu cứu muôn loài thú vật vang mãi đâu đó mặt đất dưới sông. Con bị cắt cổ, con thì nhổ lông, máu hồng lai láng, tiếng oán ngất trời. Nỗi khổ đớn đau, hận sầu như núi, mỗi ngày qua đi, hàng tỷ sinh mạng bị giết dã man, thịt nát xương tan. Từ con vật nhỏ đến loài thú to, vì ngon miệng mình cướp mạng chúng sinh. Hỡi nhân loại ơi, con người con vật cùng một tánh linh, cùng tham muốn sống, cùng có cảm tình. Nỡ nào ra tay đập đầu mổ bụng, giết mạng chúng sinh để nuôi mạng mình. Hãy dừng sát sinh, tôn trọng sự sống, để mọi sinh linh sống trong hòa bình. Quý vị đang theo dõi kênh Nam Mô A Di Đà Phật. Nhớ đăng ký theo dõi kênh để cập nhật video mới nhất nhé. Ăn chay sát sinh và quả báo. Tác giả Thích Tâm Anh. Lợi ích ăn chay. Nhân loại thời nay hầu hết đều thích ăn thịt, dẫn đến xuất hiện tràn lan các bệnh tật như cao huyết áp, tiểu đường, sỏi thận, bệnh tim, sơ cứng mạch máu. Ngạn ngữ có câu: xưa nay trong một bát canh, oán sâu như bể hận thành non cao. Muốn hay nguồn gốc binh đao, lắng nghe lò mổ tiếng gào đêm thanh. Từ ngàn xưa đến nay, một bát canh chúng ta ăn, nhìn qua tuy bình thường, chỉ là một bát canh, nhưng sự oán hận trong đó thật sâu hơn biển. Muốn biết vì sao trên thế giới chiến tranh, tai kiếp, binh kiếp, ôn dịch xảy ra mãi không thôi, tất cả đều do ăn thịt mà ra. Nếu bạn muốn hiểu sự thật, đang đêm bạn hãy thử vào lò mổ xem sao. Giết trâu, trâu khóc, giết heo, heo khóc, giết dê, dê khóc. Những tiếng khóc thê thảm, những tiếng gào thảm thiết, những oán hận trùng trùng, những oan độc, những cừu hận ấy tọa khắp hư không mới tạo nên bao tai kiếp cho thế gian. Giả sử ai ai cũng ăn chay thì những oan nghiệt ấy tức khắc tiêu dứt, có thể biến can qua thành hòa bình, biến bạo lực thành an lành. Được như thế mới cứu vãn được tai kiếp cho tương lai. Ăn chay được mạnh khỏe, sống lâu. Thứ nhất, thức ăn chay không độc, thịt có độc. Thức ăn chay phần nhiều đều là rau quả, sinh trưởng lớn lên từ đất hoặc trong biển, đã nhiều dinh dưỡng lại không có độc tố.
những thực vật này giúp máu giữ được chất kiềm. Đây muốn chỉ máu ấy trong sạch. Y học gọi là kiềm tính thực vật. Thực vật có thịt ăn vào có thể khiến cho máu mang tính chua. Đây muốn chỉ máu ấy dơ. Do đó, thịt được gọi là thực phẩm mang tính chua. Người ăn chay máu sạch nên tuần hoàn nhanh, khiến cơ thể nhẹ nhõm, thoải mái, hoạt bát, tinh lực dồi dào, chịu đựng giỏi, suy nghĩ nhanh lẹ và sống lâu. Như Hòa Thượng Triệu Châu, một cao tăng Phật giáo đời Đường, sống đến 150 tuổi. Hòa Thượng Hư Vân thời cận đại sống được 120 tuổi. Cư sĩ Lý Bỉnh Nam, Đài Loan, nhờ nhiều năm trường trai, 95 tuổi mà vẫn sáng suốt. Những điều này đều là hiện thực chứng minh ăn chay mạnh khỏe, sống lâu. Lại như quán quân bơi lội Mậu Lâm La Tư của Thế vận hội Olympic, lần đầu tiên tốc độ của anh ta thật kinh người. Là vận động viên nổi tiếng nhất, anh ta là một người ăn chay. Theo báo cáo của Kiện Đức, một nhà hóa học trứ danh Pháp Quốc, ông ta phát hiện thực phẩm thịt là một loại thực phẩm trúng độc mang tính chậm, bởi vì xuất xứ của thịt là từ heo, dê, gà, vịt. Mà động vật lúc vội vàng, giận dữ hoặc sợ hãi thì trong cơ thể sản sinh một vật tiết ra độc tố. Độc tố ấy nhanh chóng truyền khắp các mạch máu, vi tế và thịt trong toàn thân. Vật tiết độc tố này thông thường đều đầy trong cơ thể, tác dụng cái mới thay đổi cái cũ, bài xuất ra ngoài, hoặc ra bằng đường đại tiểu tiện. Nếu con vật bị giết trong lúc đang giận dữ hoặc sợ hãi, bộ máy cơ thể bị đình chỉ hoạt động, vật tiết xuất độc tố này không được bài xuất ra, vẫn tồn tại đọng trong máu thịt. Nếu ăn vào loại thịt này, tức bị trúng độc tố ấy. Cho nên, ăn thịt bằng với trúng độc mang tính chậm. Đã từng có người thí nghiệm qua, động vật trong lúc giận dữ hoặc sợ hãi, chất tiết độc tố mà cơ thể sản sinh ra, nếu hút ra bằng ống thủy tinh, chỉ cần độc tố bằng một cây nhang đã có thể giết chết một mạng người. May mà độc tố này khi gặp rau quả bị hóa giải bớt một phần nào. Cho nên lúc nấu nướng nên bỏ vào một ít gừng tươi, ớt hoặc rau xanh, đậu hũ sẽ hóa giải bớt độc tố của thịt. Nếu nấu chỉ toàn thịt, không bỏ gừng, tỏi, rau thì độc tố của thịt không được hóa giải, ăn vào sẽ có hại. Lâu dài tất sẽ trúng độc mà chết. Năm 1954, Viện Liệu Dưỡng Bệnh Phổi Gia Nghĩa, Đài Loan có một bệnh nhân tên Quảng. Lúc rút quân khỏi đại lục, anh ta theo quân đội đến Đài Loan. Do suy dinh dưỡng, anh ta mắc bệnh phổi. Anh trai anh ta làm ăn buôn bán ở Hồng Kông, mới đầu đến Đài Loan, không liên hệ được với anh mình. Sau liên lạc được, viết thư báo mắc trọng bệnh, anh trai mới gửi cho một món tiền lớn. Có tiền, anh liền nghĩ đến bồi bổ. Bồi bổ bằng gì? Ăn gà, thịt gà là bổ nhất. Ban đầu, hai ngày ăn một con, ăn liền mấy ngày không thấy khởi sắc. Bồi bổ nữa, mỗi ngày ăn một con, ăn liền mấy ngày, sức khỏe lại càng suy nhược. Lại bồi bổ nữa, một ngày ăn ba con. Phương pháp ẩm thực của anh ta thật đặc thù. Sợi dinh dưỡng của gà theo máu ra hết, vì thế anh nhét gà vào ống tre, cho ngợp chết, rồi bỏ vào nồi áp suất hầm, sau đó uống hết nước cốt. Uống một ngày ba lần như thế, uống chưa được mấy ngày, thì ôi thôi, nguyên nhân đưa đến cái chết này của anh ta, lúc đó tôi chẳng hiểu gì cả. Về sau học Phật, nghiên cứu phương pháp ăn chay, mới hiểu được ông Quảng do ăn thịt trúng độc mang tính chậm mà chết. Không những súc sinh mà con người cũng thế. Con người lúc giận dữ, sợ hãi, sắc mặt bỗng chốc đỏ mặt tí tai hoặc nhợt nhạt. Điều này đều do tinh thần bị kích động mà sản sinh độc tố, hiện tượng biến hóa trong máu. Độc tố này đối với phụ nữ còn phát sinh cả trong sữa nữa. Nếu cho con bú sẽ nguy hiểm tính mạng. Trong Ấn Quang Đại Sư Văn Sao,
có kể câu chuyện thế này. Có một phụ nữ người Âu, sau khi chăm chú nghe Ấn Quang Đại Sư khai thị lý giới sát ăn chay, bèn khóc rống lên. Bà ta đau xót cho hai đứa con trai của mình chết do độc của sữa. Vốn là hai vợ chồng bà thường hay xảy ra bất hòa, cãi vã. Mỗi khi hai vợ chồng gầm thét như sấm, đứa bé sợ khóc thét lên. Là người làm mẹ, để con thôi khóc, lập tức vạch áo đút ngay núm vú vào miệng đứa trẻ. Tuy đứa trẻ đã thôi khóc, nhưng từ đó cơ thể suy nhược dần, không bao lâu thì chết. Từ sự thật của hai câu chuyện này, có thể thấy ăn chay không độc, thịt có độc. Tất nhiên, cần phải tức tốc giới sát ăn chay. Thứ hai, nhân loại nên ăn chay, chớ nên ăn thịt. Theo tiến sĩ Hàn Đinh Đốn của trường Đại học Ca Luân Tỷ Á, Mỹ Quốc, đã từng giải phẫu phân tích đường ruột, chứng minh con người thích hợp ăn chay mà không thích hợp ăn thịt. Ông ta giải thích ruột non của động vật ăn thịt thì ngắn, ruột già thẳng và trơn nhẵn. Ruột non của động vật ăn chay thì dài, ruột già cũng dài. Ruột của động vật ăn thịt lẫn ăn chay dài hơn động vật ăn thịt, ngắn hơn động vật ăn chay. Ruột già của con người dài khoảng 5-6 mét và quằng tới quằng lui, vách ruột không láng, đồng thời chồng lên một đống. Đường ruột như thế chỉ thích hợp với ăn chay, không thích hợp với ăn thịt, bởi vì thịt ít chất xơ, sau khi tiêu hóa để lại cặn bã. Ruột của con người tương đối dài, thức ăn ở trong ruột quá lâu sẽ sinh ra độc tố, tăng thêm gánh nặng cho gan. Gan quá sức chịu đựng sẽ trở nên sơ cứng, thậm chí ung thư. Lại nữa, trong thịt có rất nhiều axit uric, ure, ăn vào tăng thêm gánh nặng cho tạng thận, dẫn đến bệnh thận. Vả lại, thịt ở trong ruột già, ruột non phải qua sự hấp thu quá độ không cần thiết. Và thịt vốn lại thiếu chất xơ, dễ tạo nên táo bón, dẫn đến bệnh trĩ và ung thư trực tràng. Sự phân tích đường ruột con người trên đây đủ để chứng minh con người ăn thịt là tự rước họa vào thân. Thứ ba, thức ăn thịt dễ dẫn đến bệnh tật. Sự nguy hại lớn nhất đến sức khỏe của người già trung niên là cholesterol, mà hàm lượng cholesterol tương đối có nhiều trong não, thần kinh, máu, nước mật, lòng vàng trứng và mỡ của động vật. Cholesterol là chủ thể cấu thành hormone của tuyến thượng thận và vitamin D. Tố chất dinh dưỡng này, thanh niên, trung niên hấp thu một lượng vừa phải rất là hữu ích. Nếu trong máu của một người chứa cholesterol quá nhiều sẽ dẫn đến xơ cứng động mạch, bệnh tim, bệnh cao huyết áp. Tuổi trung niên trở lên thì cơ thể sinh lý có nhiều hướng suy dần. Tất nhiên, cần phải tránh ăn nhiều thực phẩm thịt hàm chứa phong phú chất cholesterol để giữ sức khỏe cơ thể. Hiện tại, nguyên nhân tử vong đứng đầu ở Đài Loan là bệnh tim, huyết áp. Thống kê từ bệnh chứng chứng tỏ người Đài Loan ăn thịt quá nhiều. Trong các cuộc báo cáo từ nhiều nghiên cứu khác nhau đều đưa ra thịt có thể dẫn đến ung thư. Bởi vì thịt lúc chiên nướng sẽ sản sinh ra một chất hóa học, chất dẫn đến bệnh ung thư nghiêm trọng này. Giả sử ăn thịt chiên nướng, một miếng bít tết có thể tương đương với chất hóa học, khói của 600 cây nhang. Cho nên, ăn bít tết và thịt quay còn đáng sợ hơn hút cả một khối lượng lớn thuốc thơm. Kế đó, nếu heo bò mắc bệnh ung thư hoặc các bệnh tương tự, ăn thịt của những con vật này rất có khả năng sẽ bị truyền nhiễm. Lại nữa, có một số nhà chăn nuôi đề phòng súc vật nuôi như heo, bò, gà, vịt không bị truyền nhiễm bệnh dịch đã bỏ thuốc kháng sinh trong thức ăn gia súc. Điều này khiến cho người ăn thịt cũng bị hấp thu rất nhiều chất kháng sinh. Về sau, những người này mắc bệnh thì kháng sinh và thuốc đặc hiệu của y bác sĩ dùng đều trở thành thuốc mang tính chống kháng vô hiệu quá, làm cho không thuốc nào chữa được, bó tay chịu chết.
sinh mạng của những người này do thường ngày ăn thịt làm chủ. Nguyên nhân tử vong lớn thứ hai ở Đài Loan chính là ung thư. Cồn có thể gây nên bệnh ung thư. Người uống rượu thường bị ác tính niêm mạc khí quản và phế nang tế bào, ung thư thực quản và khối u ác tính dạ dày gián tiếp gây nên ung thư gan, xơ gan cổ trướng. Giữa rượu và ung thư kết tràng, ung thư trực tràng có sự liên quan mật thiết. Cho nên, háo ăn thịt cá lại thêm tham rượu bằng với lửa đổ thêm dầu, nguy hiểm vô cùng. Có rất nhiều thực vật phòng chống khối u, hễ những thực vật giàu vitamin A, C đều có thể dự phòng ung thư. Vì như súp lơ, dưa bở, khoai lang, cà chua, hạnh tử, trái đào, bí rợ, rau chân vịt, bí đao, bắp cải, su hào, rau cải hoa, bưởi, ớt tươi, chanh, lê, quýt, đậu Hà Lan, dứa, dâu tây, cam đường, cà rốt, sữa bột, giảm mập. Người ăn chay không cần kiêng kỵ thứ nào. Người Mỹ đã từng điều tra thống kê vi trùng bệnh trong cơ thể con người. Hết 8 phần 10 là do truyền nhiễm từ thịt bò. Mà người bị bệnh phổi cũng có người do ăn thịt bò. Lại trong dịch hổ liệt la, có một loại tên gọi là đồn hổ liệt la. Đó chính là bệnh truyền nhiễm từ heo. Đan Mạch sau Thế chiến thứ hai, để tái tạo lại đất nước, chính phủ nghiêm cấm nhân dân giết động vật làm thực phẩm. Qua năm thứ hai, kinh tế phục hồi mới bỏ lệnh cấm. Ngờ đâu sau khi giải cấm, người dân trong nước mắc bệnh ngược lại cao hơn nhiều so với khi cấm lệnh sát sinh. Có thể thấy ăn chay có ích, ăn thịt có hại. Lại nữa, trước Thế chiến thứ hai, nước Bungary ở châu Âu được gọi là đất nước của trường thọ. Trong 6 triệu nhân khẩu của toàn đất nước, có đến 160 người thọ trên 100 tuổi. Nguyên nhân trường thọ ấy, qua kết quả của các nhà y học, 95% là ăn chay trường. Đây chính là ăn chay có thể khỏe mạnh sống lâu. Lại một chứng minh nữa, nhà dinh dưỡng học Kha Lâm Tư, Mỹ Quốc nói, nhân loại nếu có thể bỏ ăn thịt thì sẽ thu được lợi ích vô cùng. Ăn chay có thể giữ lâu tuổi trẻ, tinh lực dồi dào, đầu óc mẫn tiệp, da thịt mềm mại. Đây là hiện tượng của tuổi trẻ. Ngược lại, thân thể mệt nhọc, thần trí hôn ám, da thịt xù xì, lộ ra dáng vẻ lão hóa. Nay, lấy ba cái này làm chuẩn, so sánh giữa ăn chay và ăn mặn, nhà dinh dưỡng học Chu Tu Tuệ nói, ăn nhiều thực phẩm có thịt, trong y học gọi là thực vật mang tính chua, có thể làm cho máu mang tính chua, máu dơ. Lúc muốn trung hòa tính chua này, chất canxi trong máu phải tiêu hao lượng lớn. Lượng canxi mất, tế bào sẽ bị lão hóa, cơ thể mỏi mệt, không sức chịu đựng, dễ đưa đến thần trí hôn ám và suy yếu. Còn ăn nhiều rau xanh, trái cây, những thực vật mang tính kiềm này có thể làm cho máu giữ được chất kiềm, máu trong sạch, khiến cho cơ thể nhẹ nhàng, thoải mái, tinh lực dồi dào, chịu đựng giỏi, đầu óc nhanh nhạy, đồng thời có thể sống lâu. Trên đây đã đối chiếu sức khỏe và tinh thần của người ăn chay và người ăn mặn rõ ràng đã thấy. Một giữ được vẻ thanh xuân, một suy yếu lão hóa. Sự láng mịn và xù xì của da, chỉ nhìn qua ta có cảm giác ngay là già hay trẻ. Cho nên, da thịt mịn màng là điều kiện chính của sự trẻ mãi. Ăn chay làm sao giữ được nước da mịn màng? Điều này cần phải nói từ thực phẩm dầu mỡ nào mà người ăn chay đã ăn. Giá trị dinh dưỡng của mỡ là: thứ nhất, cung cấp nhiệt năng; thứ hai, duy trì nhiệt độ cơ thể, bảo vệ nội tạng và làm tươi nhuận da; thứ ba, giúp đỡ hấp thu vitamin. Chất mỡ quá nhiều làm cho người ta mập, dễ mắc bệnh cao huyết áp, mạch máu não, cho đến các bệnh tim, gan, phổi, thận. Nếu mỡ quá ít, khiến cho người ta gầy gò, dễ mắc các chứng suy nhược, cho đến các bệnh về da. Có hai nguồn mỡ, một là mỡ từ động vật, như mỡ của heo, dê và thịt mỡ,
gọi là mở động vật, hai là mở từ nhân thực vật, như dầu phụng, dầu đậu nành, gọi là dầu thực vật. Sự hơn thiệt của hai loại dầu mỡ này khác nhau rất lớn. Mỡ động vật là mỡ bão hòa, nhiều cholesterol, dễ dẫn đến xơ cứng động mạch, cao huyết áp, bệnh tim, cũng có lợi cho việc sinh sản ung thư tế bào. Dầu thực vật không phải là dầu bão hòa, có thể thúc đẩy tăng gia bài tiết tính chua của nước mật, làm cho cholesterol xuống thấp, tránh được bệnh tim và các chứng huyết quản khác. Từ đó có thể thấy, người ăn chay sử dụng dầu thực vật quả thật là một yếu tố lớn để khỏe mạnh tươi da. Hàm lượng dầu trong thực vật nhiều nhất là ở hồ đào, chứa 66,90%. Thứ hai là đậu phụng, chứa 48,70%. Thứ ba là mè trắng, chứa 48,23%. Thứ tư là đậu nành, chứa 20,20%. Những dầu này đều không phải là dầu bão hòa, ăn vào có ích không hại. Hàm lượng mỡ trong động vật nhiều nhất là ở thịt heo, chứa 57,80%. Thứ hai là thịt dê, chứa 25%, thịt bò chứa 13,50%. Nhưng những loại mỡ này đều thuộc mỡ bão hòa, chứa rất nhiều cholesterol, dễ dẫn đến bệnh tim, bệnh huyết quản. Nghe nói, ngày xưa nữ minh tinh điện ảnh Hồ Điệp nhờ ăn chay trường, tuy đã ở tuổi 70 xưa nay hiếm, nhưng vẫn giữ được dáng vẻ xinh đẹp thuở thiếu thời. Đây là một chứng cứ ăn chay có thể không già. Ăn chay có thể phát triển trí tuệ. Đại Đái Lệ Ký nói, ăn thịt dũng cảm nhưng hung hãn, ăn chay thông minh mà hiền hậu. Đây là thuyết ăn chay có thể phát triển trí tuệ, thấy ở những sách tịch cổ đại Trung Quốc. Điều này cực kỳ quan trọng đối với thành phần tri thức trẻ. Rất tiếc, những người đề xướng ăn chay sau này phần lớn chỉ lập luận trên nhân quả nghiệp báo, giới sát hộ sinh. Rất ít người lao vào nghiên cứu nguyên lý ăn chay có trí, làm lỡ cơ duyên ăn chay cho biết bao nhiêu người. Gần đây, tiến sĩ Binh Sơn Hùng của Viện Vệ sinh Lập Công chúng Nhật Bản, với con mắt của nhà nghiên cứu học thuật, đã thấy được người ăn chay tham dục ít, người ăn mặn tham dục nhiều. Người ăn chay tinh thần sáng suốt, người ăn mặn thần trí lơ mơ. Người ăn chay đầu óc nhạy bén, người ăn mặn tinh thần chậm chạp. Phát giác này của ông ta hợp với thuyết ăn chay đa trí của người xưa. Hiện tại, có cuốn sách nói về ăn chay, có nói y học gia hiện đại không ngừng nghiên cứu khảo chứng, đã phát hiện được ăn chay có hai lợi ích lớn. Thứ nhất là ăn chay có thể phát triển trí tuệ và sức phán đoán. Ông ta nói, theo sự minh chứng trên, vấn đề sinh lý, sức hoạt động não bộ của con người là do trong tế bào não có hai lực lượng chính phản tác dụng lẫn nhau, xung kích không ngừng trong bộ óc của con người, hình thành nên cái mà người ta gọi là suy nghĩ. Xung đột đến cuối cùng có một phía giành được thắng lợi. Đây chính là cái mà chúng ta gọi là quyết định. Nhưng muốn làm cho não bộ phát huy hết được hai tác dụng chính phản, thì cần phải cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cần thiết cho tế bào não. Thành phần dinh dưỡng này chủ yếu là phu toan, kế đó là vitamin B và dưỡng khí. Trong thực vật thì ngũ cốc và các loại đậu có chứa nhiều vitamin B phong phú nhất. Thịt đứng thứ hai và phân lượng rất ít, cho nên chỉ có người ăn chay mới có được năng lực não kiện toàn, mới có thể nâng cao trí huệ và sức phán đoán. Nhớ lại 40 năm trước, lúc chúng tôi còn ngồi ghế nhà trường, y học gia thời đó cho rằng muốn phát triển trí huệ cần phải ăn nhiều thực vật có chất phốt pho và sắt. Căn cứ khoa học của ông ta là tế bào da của não thiếu chất phốt pho nên ảnh hưởng đến năng lực của não. Thần kinh thiếu phốt pho sẽ truyền đạt chậm chạp. Thậm chí chất sắt cũng là nhân tố chủ yếu nâng cao trí tuệ. Cơ thể con người nếu như thiếu sắt sẽ bị thiếu máu, phát sinh các chứng bệnh chóng mặt, hồi hộp hay quên,
thân thể mỏi mệt. Những người như vậy, thành tích học tập chắc chắn sẽ yếu. Thực phẩm có quan hệ mật thiết. Quả báo sát sinh.